Bạn vừa xây bom ôn từ học nghĩa ngay đi cầm càng việc sai vì từ ôn lớn và đừng trai đừng lê chẳng lẽ đừng chân đúng đấy việc còn đừng just present value đại dương ao chúng ta APV bạn hay đừng bạn đẹp present value đại dương ao chúng ta NPV và chúng mua đừng WACC và trên bom này cứ sống khăn sống rạp lộn đấy đại chi và CFO bộ cầm hôn bà rưu có chia Financial Manager đã đẹp bọn nâng cao dòng rãi chất bà tự lưu cùng rôn vị dục thông thông chân ta dương pra bà APV nâng bê nà chân dương pra APV nâng bê nà cứ bà miên trong nơi xung khăn pi tiết tôn tự lưu Business Risk bà tiết tiết tôn tự lưu Financial Risk chân ta ở vậy cứ chia Business Risk và away cho tục thà chia financial risk và nhầm lớp chia ưu thò xa mạnh mũi đầm bay ở lúc nệ người dân ưu thò cả này công hôn Facebook và là dân đăng ấy Facebook là dân pra phải cho bọn ấn và chia một phết chia social media bạn và sắp tay công hôn Facebook có trong video và trong diversify tự business mùi tiết cư mình có trong bằng cá và sẽ thà kìa hô thái sẽ thà kìa chúng ta quạt cua bao sự tha kia ọt và chúng niềm thi sát ra là dương từ kẹo nia vía và dương ai pra APV đồng bay thuộc cả kẹo nia ta dương và cua tại bao sự tha kia ọt và cầm hôn Facebook miễn business riêng sinh và hai cầm hôn sự tha kia cứ miễn bạn business riêng sinh chúng và sân bạc na và ai chi vừa cam đại cầm hôn Facebook trong bán cái tôn đơn thà kia nữa và đại miễn business ri copy ai chi vừa cam đam của chi vừa cam đó phụ tư thà chi vừa cam đam bỏ quát cư chia và social media hay còn trong bán thà kia để xem nông cạn đấy bạn ấy cứ áo cho mua thà ai chi vừa cam pi nữa cứ miễn business ri xây cái và trong đồng nữa cứ dân thứ ăn vặt ta cũng muốn APV vì thị xác tâm APV đồng bây kia nia vì đồng lái từ lời cùng rộng nâng ta ta cứ dương cua tập bác và xa kia ọt còn hôn mũi cứ ai cho rô xì và tràn một hệt ở chi vừa cầm và tích bí cứ biệt bọn nâng financial risk và prai pua từ lời financial risk và sân mà kana ca vì dụng bởi dương mà thưa ai và financial risk prai pua có dương ai thưa tâm APV đài và tôi bây chia chia vào các đối tượng đó và những ưu tư hoa cạn này và công môn Facebook nữa và có tập báo cùng rô mà chia vào cam mối tiết và là chia social media đài và đối kia giờ đi như thế nhưng mà với con là khó nơi tùm rung platform xây nghiệp ở lời dân sân mà ta có báo tùm rung đối chia Instagram cho và Instagram là dân pra cho bọn nhưng Instagram ta ta quạt cua ta bao project mới tiết cứ bẹp pon nâng và social media thay mấy bẹp pon Instagram mà và chẳng mà để tôn từ lơ cầm môn Facebook hay nâng Instagram nâng cứ miễn business đi và đôi khi ở đây có bạn hai khi này tôi thà viết chia social media đôi khi và ta phải sẵn bà kà na ca bị dụng nâng bà thuê ao financial risk price pro miễn là tôn từ lơ capital structure và capital structure nó cứ nhóm ưu tờ hoa cạn đấy vì môn màu và cầm hôn Facebook nó còn miền còn pra equity và pra sắp phía rồi hay pra bấm nó cứ một phây phía rồi và bà ta cũng rộng thamay còn bẹp bọn nâng cao một cái social account thamay đối chia Instagram nó và thuê ai cầm hôn Facebook nó muốn cứ pra pro và pra pro từ lời capital structure mình ưu tờ hoa cạn đấy và prai pro pi equity 80 từ equity 70% vĩnh và hai bùm nol pi 20% từ 30% vĩnh và không cả này bạn mới cứ có dương pra APV này làm bây giờ lại ta dương cua tại bác và social account mấy đại đô những Instagram nên dương pra APV chẳng miền đây tha không chùm nào pi nâng và tôi bây chia prai cua mùi na cả đói và tôi từ lưỡi business đi prai cua có bán
bà mình pra crew của bán có dân ai pra APV và TP cứ tệ tôn từ lơ financial reply crew và có dân ai pra APV hỏi bà dân bà cà nà pra crew từng pi và tiếng business risk hỏi tiếng financial risk có dân ai pra APV bà này và hay những cạn này để chỉ tu tư biết và bản tay phải khác cứ hai đứa bạn kia dân pra APV là sao dân trong nhị rồi viên cùng một rong vị dầu đào dương pra pra equity từng o và sân bạc cana dương pra pra equity từng o nữa ta ta cùng một rong là dương trong rosi nước việt bà việt chuẩn đánh được gọn bạn ta và sân bạc cana dương pra pra bấm nol bình và ta ta cùng rong nước cứ bằng thay em giờ ca chuẩn đánh bà được gọn nhưng nước nông APV đi kinh nghiệm chỉ pi và tìm mũi cứ ca vị dụng những đòi prapra bấm nol đòi prapra thì cứ thi từng ngõ và đòi mình pra bấm nol ta ta cùng rong những từ rủi ọt mình cho nên ọt thì pi ở tôn từ lơ ắt tháp và giàu và này ca prapra bấm nol thì vua than ở bên là dương prapra bấm nol là dương từ bằng ca prai kỳ hỏi ca pra cứ dương và bắp quân ở đây nhát ao chỉ expand bàn và nếu như chiếc lục bó anh nhận ở chiếc spend bàn và ta bởi cả nà dương pra equity vinh cư và đi với đánh mình ai được thua score vì chiếc spend bàn thì anh nâng rừng thì mùi và rừng thì bí cư nịa vinh dô và tự lực kia hôn tay để trong bàn à tra thì thơn bàn và cái bùa chiên bầm nol vì chứ nét APV thì trong nhé chỉ bí cho mấy chẳng khăn nâng bàn á thì mới cứ prapra equity thì pi phải giáo đi ca prapra bằng nol đại dương ở chung tha thì mới cứ investment size và thì pi cứ financing size nhưng con là sẵn khai bụng môn và tới một vinh bản dương prapra net present value rồi của dương prapra WAJC ní đại chung mô tha và break chick break khó cầm thỏ và ở chung mô bạc nâng dương prapra viên là pena và dương prapra WAJC chúng mình nâng net present value là P nè và tôi bị lớn và chỉ cần sắp bảo viết chỉ idea rốn về tha present bạc cana ca vì dụng của dưỡng cư cùng rộng là dương rô xin đến cư miên business và đôi này chỉ một cảm đám hai tìm mũi và tìm phí cư tự tôn từ lớn financial risk và bắt trai pru bắt trai pru mình là thế và dưỡng rưu có trai pru tích tuổi và tích tụi mình là business risk cứ sẵn điên kia hoặc financial risk cứ prai phụ tích tụi anh cứ dương ai pra pra WAGC bàn là dương pra pra WAGC đã mình sẵn và là dương 700 cây em rơi thằng ọ và tôi với dương cây em rơi của Bismarck này là anh cứ dương ai pra pra bàn chân thì mỗi cư person bà kana business risk cùng rôn mà chỉ phải cam bao giờ nâng cư miễn business risk đôi là chỉ phải cam đám hai tìm mũi và tìm pi là tuân từ lơ financial risk ở miền prai pru và muốn mà ta cạn này equity dương prai 80% bấm nó dương prai 20% hai cùng rô thôi mới để dương trong rô xi nắng và equity dương có 80% bấm nó dương 20% và từng mũ chiều cao nhưng từng mũ nó ở miền prai pru thế nơi ta về xa nơi capital structure ở đấy và vì thế cứ dùng ai prapra WAC ní cho mỗi những net present value bạn tại WAC cứ một những dùng phơ được một bạn cần đi bạn mình vì tôi những nhóm ở dưới là tôn từ lưu WAC tê bạn á lúc này anh mới bị tôi muốn bạn cần cả cái này biết và ta được nông trước đây cái ví dụ là bắt bằng thay tiền và là pena để dùng prapra WAC dùng và đại miền sạp nắng đầu dương 100 phơ ca cài mà rồi biết và nếu cứ vô làm ật thay em tiết môn máu nhầm vậy tha bị con đang bị dừng đi rí cứ đỡ đá và phải nên so rí cứ đỡ đá để cho dương ai pra existing WAC bàn và chân kia vô làm ật to tiết bàn và sân mà cana tìm mũi cứ gồm rôn vinh dô bởi dưới cứ tối và small mình là dưới chụp này lôi tích tuổi và tìm bí cứ nịa bàn đến nhầm bàn dưới cứ bị dừng đi rí cứ đôi khía nâng là chi phải cam đàm mà rồi có sở điên khi khăn mình tên đôi chi Facebook nâng Instagram nên là biên business theory cứ sở điên khía mà vì chi social media được như đấy
Thì bây giờ tôn từ lớp financial thì dưỡng cứ đợi mụn mà ở mình phải phụ đề và rồi có phải phụ đề tuổi mà ta cạn nói muốn dưỡng phải phải khí thí phát sắp hiện rồi đọc về cùng rộng thông mây dưỡng đã cho màu tới vì tôi ở cùng hôn dưỡng cùng mô nâng cứ phải phụ equity phát sắp hiện rồi tôi chỉ phát sắp mùi phía rồi mình vì con là khóc như tầm mùi phía rồi tôi hỏi chẳng tích tôi nha mà hơi tôn từ lớp mà chắc phía hôn mà đưa có mà chắc nó lưng cứ còn và còn trong ban là tra thì thớn đối môn đài và không cả đây bạn ấy cứ lùng nẹ mình 300 tờ cái mà rớ và đưa có kẹo nía rô w agc thầm mấy đề nhưng còn là dùa à w agc chắc bỏ dưỡng là chỉ với cam đam bây giờ nâng từ ra phát chiếc discount rate và đảm bây kẹo nero net present value cũng rộng thầm mấy bây giờ và chân dương ra phát net present value nâng W is Z cứ không đẹp khăn bạc nắng và phần ta và dân bà cạn này bà cạn này được xe chiếu bình và dân bà cạn này cũng rộng ở chi và cam và dưỡng phương áo ấy bà bây giờ đi reply của mình vì ta cũng copy ở chiếc cam đạm dưỡng rồi có phương áo bây giờ đi dưỡng bà rồi cũng khác được thoát ra cho nên phải của dưỡng mình trong pra mình trong pra rồi cũng muốn APV mà nếu cũng muốn APV và dưỡng ấy nhiệt trong prapra về thì nhưng trong prapra rụng muốn bản net present value hay năng WEZ bình trong cạn đấy đã lúc nãy mình trong prapra APV lúc nãy tôi cài làm rơi và tôi revise mình tôi adjust WEZ và tôi ro vậy sao mấy cứ dùng tôi ro WEZ thay rồi có vạc thay nữa và chứ người dùng ro cứ mình lại khăn pia mà present bacana caroxy bởi dưỡng thơ cùng rộng thông bởi dưỡng cư bị dưỡng đi ra copy bị dưỡng đi môn và copy ở chiều cao đá bởi dưỡng bị dưỡng đi ra của các bạn rồi có prai của tổng phi các bạn này đang bị dưỡng đi rít hay trong financial rít và prai của tổng phi các bạn này còn cạn này ní cư dưỡng trơ pra rụng môn và capital asset pricing một đà để rụng môn viết cư và nó cứ chia rụng môn capital là set pricing một đoạn và đồng bây giờ và project specific WEZ mình là discount rate nó cứ pra xâm rắc cùng rộng thơm mây lên tầm rộng mình mến WEZ từng mũ nữa và cứ WEZ nó cứ xâm rắc tại project nâng tầm rộng và chẳng những nơi ta ai pra nơi present value bản và dân bạc nà dương ở trong pra tam APV dương trừ adjust và WEZ thơm mây và được gọi chúng ta project specific WEZ bạn bạn ta đã xa tay video này bạn mình dùng là ca kẻ nét đồng bây rô WEZ thầm mấy tế nít bè con nâng rô bạn ăn ghê bê ta nâng kìm bê ta chia bê ta sắp bà ta mới dùng rì ghê bê ta bình và rì ghê bê ta nâng bê ta bà cứ chia bê ta rô bó equity và tiếp dưỡng ai ăn what để tôn từ lơ và rụng môn capital asset pricing đồng bây rô cost of equity và là bây giờ dưỡng ai rô cost of equity bỏ anh chị cảm thấy mấy và ta mới dưỡng rô interest rate mình là market interest rate từ lơ bùm nol để sẽ dưỡng ai rô WEC bàn và chúng ta thấy cái ô này cứ những mặt bằng hai để còn cả cái này anh còn là như bây giờ làm pi còn sắp vía và cái tôn cả này thì pi và person và cái na capital structure dương prime pro và chứng cái na capital structure dương prime pro bị thua ở financial risk dương prime pro đại và tại cái này nín cứ mình thấy tha business risk cứ ở prime pro thế và mình thấy chỉ cam dương nín cứ cầm rong thay bây giờ đối năng risk anh chỉ cam chắc dương đại bạn ta bị con là prime pool tôn từ capital structure nông cạn này ní cứ lúc nãy mình ai vô WEZ chắc mà discount rate bán thì dương từ cái nero thamay cái ở chúng ta adjust và WEZ ní từ nero thamay vĩnh và từ cái này sẽ đá vĩnh và cái này sẽ đá vĩnh cứ dương cái này thăm đá dương rồi và hai tha call of equity smart man và tìm mối thì pi khó ập đập mà bạn bạn chúng pua new capital structure bây giờ tập cầm hôn từng mô nữa và dương rô rất là dương ai kiện nia bạn và ta bơm lượng nợ mình trong
thưa tam cả này thì mỗi cả này thì quy định cơ dân ai prapra rụng môn và APV bàn và prapra rụng môn APV bàn của APV cứ prapra bàn tầng ọc tăng business đôi môn không được môn hơi thì ví cứ và different financial risk bản chất này cứ môn APV nhưng mà chúng khăn với phần năng và cho nên đã chấp đa mơ dừng mơ ưu tổ hoa mùi và nằm bây nghi dô bán và đến sau mắt ha trong hôn ABC ní invest tập rạc bản chúng luôn mà quan lá nực nông cùng rộng mùi và nè ai cùng rộng nâng cư dương pra equity chúng luôn bằng bây rơi lá và dương pra bằng đó chúng luôn bây rơi lá lý cư chia cash flow và cash flow 100% cứ smart nâng mà rồi sai sắp mùi à tra pun cứ một phay pram phía rồi và đã tôn từ lưu khó ập đập và là nâng anh ấy cứ market value và market value nâng khó ập đập hay nâng interest rate và interest rate cũng cứ vì smart này và smart này mình thấy là lại tiếp xa nâng làm lại đại kê ao đại dương ao cao phạm kê nâng cứ smart này một phần phía rồi và return on equity mình nên mà chắc vốn trong bán return là pram phía rồi nít cứ kêu ao dương cái này rotam APV và rồi tam APV và dương ạt bạn kia bạn phạm dương ạt tao nằm bên đây caro si bao nhiêu thưa ao và capital structure price pro được gồm price pro đây và ta kia đồng rơi ao dương pra APV anh muốn bật thiên slide tam thiên hoàn phong mà nè thiên hoàn là dương ạt pra APV cứ pra APV thì pro ta APV pra ban cục lại khăn về và vì con là bên khác cái trong nhiều cái viên cái ao chúng ta và ca bị dấu để prapra equity sub hay nâng pho bị dấu để ca prapra ổn nòng và rồi có cạn đấy đã miên và phục ở đây thụ chán và sọ phai năn chán một hết và chân cái ao dương prapra APV cứ nghi dồn và nhiệt bọ sải để tôn từ lơ APV dương cứ sma nâng best và khai nâng present value ta mới dùng bốn nâng present value này và này vùng nol thì tôn từ lưu ai tha advantage và saving cả trên pi vùng nol chẳng thể tôn từ lưu này present value đối ở bây giờ dương đi từ môn màu chẳng bà nít cash flow viết mà chẳng nắm cứ smile nâng mà rồi và xa thì mà mua là ta mới dùng chai nâng discount rate và discount rate bởi dương cư à trả nít cư dương vô call up equity mà kịch lại nên dương on double u sim cắt tay bạn á chụp bộ APV cứ dương vô discount rate cứ dương vô và dương vô return on equity và mặc kệ này về những smart năng và đọc pram phía rồi làm anh ấy dương xong là mất hai cash flow đến cứ chi annuity và dương thu annuity đến cứ miền này là chi riêng là hold và dương ban rồi sai một mươi là hold và forever và nếu dùng đọt đó mà dùng đọt tôn từ lơ chùm nai thay đa mà dùng mà đi ca bị giúp cái smart đang ngọt quan là nhưng smart đọt mà anh đọt một phê mùi và anh tìm muối dùng rô khơi mà gọi chúng mua tập back hand present value thì bây giờ tôn từ lơ rô present value và present value này và này ca prạo dùng thông đá là phê đại dùng xây lưu kế dùng bà dùng bong ca prạo mà bong ca prạo cứ bạc quân ảnh nhạt ao vị trí phân bán và những ai cho nên banh hà nè và cho nên từ lâu thà expand để cắt trên việc cà phạ và bên đây là rót chu trên nhịp này gì chúng cà phạ nhưng mà cà phạ nhưng mà ở đây vừa tập phạ chúng muốn pi rồi là đấy và côn nâng cà phạ một phần rồi đi mất và đấy pi về rồi pi rồi là dừng côn một phần rồi và rót chui trên dương màn về rồi và rót chui trên pun chui trên nhập nai dương cứ một phay pram về rồi và dương côn một phay pram về rồi mất và nên cứ tập ra đại rót chui trên dương tao mới dương côn nâng và côn nâng discount rate là nít cứ dương vô khó ập đập và nó kệ anh này phay về rồi bởi dương cất sang máy dương rùa thì ba này dùng rùa đi cháo bởi dương rùa dương so tập năng để phay pram về rồi côn nâng pi rồi mấy ban dương trai chùm luôn còn phần phía rồi là những cái dân sân mặt hai vị trí em như là thi đài và như là thi mình là dùng tốt và xong mặt là chia perpetual và perpetual nâng cư mê là forever
nó có chia forever bên này cash flow nó cắt lang là hold và chỉ riêng là hold và nó cắt lang riêng là hold lúc ra tại bậc thiên thì prap dương tha giờ p đọc năm rồi gọi pram chana nhưng mà dương từ cất giờ p đọc năm được pram chana và sân mà cái nào bậc thiên làm hát mình prap dương giờ p cầm nọt thế vì sao nó mà tha chia perpetual và perpetual bà perpetual là mà ní ní sau ông lấy nhầm bà trong năm chúng có thật đập luôn để tao không bà mình là cash flow nó cắt là ông chỉ riêng là hold bạn chứng quan dương chạy nên bà còn phải phê rối bà nên thấy smart nó hai sắp là bà nên cứ để tôn từ lời present value bà để tôn từ lời tax saving từ lời cả prạc mình đi dương chuyển đánh bán bạn hai sắp là rốt chui trên dương thì muốn hai sắp là đây sao mấy cái bạn đánh bà những bố mất bà nên cứ smart nó đo ở phê vào muối bà nên cứ smart nó 50 đô la này. Chứng APV dương cứ smart nâng 23.33 vị trung miên và vị trung miên mà hai tha và dương cua ta vị nhục tới lơ cùng rong người nâng. Nó không APV này cứ chấm nói bị sai vào bia và trong và hai tập căn và dương là chia CFO nâng và được về chia mình và cầm hôn nâng và hai tha và sân mà cana cầm hôn dương và prapra tại equity day minita cùng rong nâng cứ dương vị nhục dương prapra tại đảm tốn và cùng rộng những cư dân đi chạy chào bởi vì ở trần anh đi bởi dân pra pra tại khuy tí cư ở trần anh đi vì vô thân đây present value với áp bệnh trường miền và nên áp bệnh trường miền áp bệnh trường miền bởi dân pra pra tại khuy tí thì và ta tôi dùng vinh mà sân bà ca na cùng rộng những dân pra bằng nó vinh và mình đây tham như bằng nó lái như bằng nó liên bằng hai nhạc và một pi rồi là nè pi rồi là những cư chiêu bằng nó bạn chứng bởi cái này dương pra bầm nol lái thưa ai cùng rô dương cư vị trình viên bình và ní bạn hà sập là thưa ai cùng rô dương vị trình viên bình ní chi chúng mấy bị xe bạn rồi bỏ vị thi xa APV và dân ba cái này cùng rô nướng dương pra ta equity sót cư cùng rô nướng dương đi chạy chào nó phải xa về là xa ta về lên phải dân vào dụng ở vị trình viên ta bởi cùng rô nướng dương pra equity khá dương pra mà và phải khi thi khắc và phải bằng nó khắc cứ ai đang thua ai và cùng rộng dưỡng cư với chuyển biến mình hát phó đại thua ai với chuyển biến để xa ta dưỡng pra và bằng nó cư dưỡng bàn bàn bà dưỡng bàn thạ xê vinh mà từ lỡ ca phạ và xa ta ca phạ chị ấy spấn hồi rõt ảnh nhận ai với chị ấy spấn bán cho nó dưỡng từ tua bàn và bình phít để còn bằng bánh hà phun và nên rất chú trình dương chú trình dương này dương không một tí sẽ tôn từ lơ pra equity bởi dân pra equity ở nâng cư chùm này từ lơ đi vật đấn mà đi vật đấn mình chỉ chùm này để được chứ nên bạn thả xe vinh từ lơ đi vật đấn thì và nâng cư chia chùm nói vì xe hợp bọc APV là dương trong đây cái trong hai nhật căn địa vị dụ và rưu cầu hai nhật căn địa vị thiện và chứng cao pi chùm nói pi khăn lơ nâng để tôn từ lơ hai ta business reply pro và rồi có financial reply pro nữa có những ai cao pra APV bạn tại sao cái trong nhé cao bị thuyết từ lơ financial side nữa và financing side ở chương trình rùa máu cứ miền đây tha dương ai cao pra và từ lơ WAC bán đô tra tay và chỉ thông đá cứ business risk cứ đỏ đá và financial risk cứ đỏ đá và miền đây a clay cái bạn nè và bạn ta lúc này ai ăn ít lơ lệ khăn càng cao một bàn á bạn và này cứ chia ca chạy cái lệch đi công ca nghe website video learning mà lúc này miền chúng ngó miền bánh hay là mỗi cứ ai cầm mình xuống bàn mà video này cứ riêng và riêng si chúng rơi đài và ok có nhưng đừng bình vô ca cái anh đi bạn mua chúng luôn to tiệt bạn ở cái lúc này tam đám video chập đám khi từ bốn hôm đó mình chọc bạn